Dạ, xin chào quý bà con và khán giả. Thì cái câu chuyện này nghe là cảm thấy là rất là nhói lòng. Thì chỉ còn vài tiếng đồng hồ thôi là đã đến cái giờ nhóm họ buổi tối. Thì chú rể đến họ nhà gái để là phụ tiếp đó khán giả. Thì buổi trưa chú rể xuống sông tắm cùng với hai đứa bé. Rồi chẳng may bị trượt giò xuống sông. Rồi chú rể không lên được nữa. Thì bây giờ là anh em đang cố tìm cách để đưa chú rể lên. Rồi, tiếp tục đi mò nữa nè. Tiếp tục là cái này là xài dây câu rồi đó. Thiết kế là lấy dây câu đằng tóm để căng đằng gà đó khán giả. Cái này nó sẽ có cái hiệu quả hơn nhiều. Mình sẽ lấy dây câu. Bây giờ mấy anh em mệt rồi lên trên tắm tắm câu rồi. Rồi lặn chưa? Nãy giờ có lặn chưa? Rồi, rồi. Hơi dài không? Hay lặn lặn bằng máy? Cấp hả? Dưới đó nó có bậc cấp hả? Cấp mà ngoài nó sâu lắm. Cái này là tắm câu đó hả? Tắm câu à, lôi à. Câu này có hiệu quả hơn nè, thường thường ngay đuối nước ta hay xài dây câu á. Tên của anh tên gì vậy? An Giang Lê Thanh. An Giang gì? An Giang Lê Thanh. An Giang Lê Thanh hả? À. Nhậu đầu mày, nhậu mày ăn gà sát thôi, mày không nhậu mày nói tao nhậu. Bây giờ là xuống tiếp tục chập hai nữa. Sớm giờ là hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Chưa tìm được luôn. Nước này cũng chảy không có nhanh nhưng ở dưới đó nó có bậc cấp ở dưới đó. Nên cũng hơi khó mò. Này là thả dây câu thôi chứ không có lặn đó. Chỉ là gà hai bên. Kìa, chưa mở kìa, chưa mở câu đó kìa. Cũng mong là để tìm được cái chú rể này lên như vậy. Tìm được lên sớm mới được. Một con đến đây rồi không? Ở đây cũng coi rất là đông. Ê, Phan coi chừng dây câu không đó nha. Coi chừng nó thở tay lên nó ném đó. Thôi cho ném mà. Đồ mà nó tuột tàn là tuột qua bên bển trơn rồi. Còn bển hôm nay có không mày? Chút thì bển chút đi. Ô tạo nãy giờ. Gậy gậy không? Thử phân dây xích qua cho nó điệu điệu lửng bên đây.
giờ anh bị chó đi giết vậy. Tóm qua cái lửa này, tóm qua cái lửa này. Đó, gạch. Đó, bọc. Trời. Khoan đi có kẹt rồi, cái tài nó sợ quá. Hiện bây giờ vẫn chưa tìm được chú rể luôn nha khán giả. Nước giờ cũng ít chảy rồi nhưng không biết trôi tới đâu rồi. Cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà ở trong kinh này nước chảy rất là ít, chứ không phải như là sông lớn. Hy vọng cũng sớm tìm được để đưa lên. Cái nặng nặng nè. Dầu xỉu lên xỉu xuống. Là chú rể hả? Còn có mẹ chú rể ra không? Chưa hả? Rồi em làm sao với chú rể? Cô gì hả? Là quê mình ở đâu vậy cưng? Ở Tri Tôn á.
Hoàng ruột. Thôi dừng chai tôi để khán giả nghe một câu. Không hiện bây giờ là hết biết gì luôn. Nó một câu chuyện rất là thương tâm. Hiện giờ là chai tôi để cũng là hết biết gì luôn rồi. Cũng cầu mong là cho được đem lên sớm thôi chứ. Sự phải nói là mình nói lên một câu rất là nghẹn ngào, tại vì khi mà hay tin con của mình như vậy đó thì trong lòng là giống như là khó mà thể nào tả được cái tình trạng mất cái con gì đó khán giả. Anh ơi, anh Hào đó là con thứ mấy của anh? Mới là tới hả? Thứ hai luôn. Đừng nghe cái ghê rừng rần. Hãy nói là rất là đau lòng. Mong để tìm kiếm được chú rể lên thôi chứ không có cách nào. Tà đông. Nghe nói là